Là khu vườn chim nha cả nhà. Bông hoa nở rất là đẹp. Quá đẹp luôn cả nhà. Ở đây có mấy con chim nè, chim chỉ 7 màu cả nhà thấy không, để mình zoom lên cho cả nhà coi nè, đó quá đẹp. Ừ, ở đây có con rùa nữa cả nhà ơi, có con rùa kim quy nữa cả nhà ơi. Nó nói tao mệt rồi nha mày đó. Không. Tiếng con còn giống đó lòng rồi. Diễn. Quay qua đây. Quay cái mặt ra đây xong rồi đưa nó đứt như vậy. Đó, quay qua đây. Quay cử lại hại ngươi. Chụp nó phải là công nữ. Diễn, đúng đâu Diễn. Vừa rồi là tiếng công kêu chứ không phải tiếng mình kêu nha cả nhà. Mấy con công cái nó thích rồi đó. Kèo quẹn đó. Con công đực là nó mới xì đu được, còn con cái là nó không có xì đu đâu cả nhà. Đó con gì, con chúa nè. Đó đó là đây gì nè, đó nào viên con hai chậu con cho là tiếng của công kêu nó cũng hay ha cả nhà ha. Quẹt ma cao nha cả nhà. Quẹt ma cao đẹp ghê không? Quá đẹp luôn. Công việc của nó tiếng công cho nó hiểu. Rồi dùng một xe cẩu lớn cẩu về tới đây. Và khi đến vị trí này thì mấy anh bên kỹ thuật của Bộ Quốc phòng mới vào lắp ráp lại ạ. Để được cái máy bay này ở vị trí này. Bên kia có cái cửa vào, mình có thể qua bên đó tham quan. Cái này tên gì vậy? Ở đây, bạn là đi qua đây là đây gì vậy? Dạ, AN-130 ạ. Ồ, có mấy chiếc máy bay đã, máy bay thiệt luôn cả nhà. Bước chiều đó mình học nghề phi công không, mình có thể lái được chiếc này. Ta muộn rồi. Máy bay này là do Nga sản xuất Nga cả nhà. Theo như lời hướng dẫn viên du lịch thì nói máy bay này là do Nga sản xuất. Nga sản xuất vào năm mấy em? Dạ, năm 1970 ạ. 1970 hả? Dạ. Rồi bạn giao cho mình năm mấy? Dạ. Sao? Bạn giao lại cho mình. Dạ, bạn giao chị cách đây khoảng mấy năm thôi ạ. Dạ. 2 năm, một năm rưỡi. Dạ. Anh là lấy cái đó nó nổ à nè. Thấy cánh quạt nha cả nhà. Bye bye anh nha. Còn buồng phía trên là cho phi công, sẽ có một phi công chính và một phi công phụ. Có hai buồng luôn, dạ, một buồng là do cho trinh sát. Dạ. Còn buồng trên là phi công lái. Dạ, đúng rồi. Cái này máy bay này để vận chuyển chủ yếu là để trinh sát và vận tải hàng hóa hả? À, chứ không có. Dạ sao ạ? Chứ không có phục vụ bắn. Dạ, không phục bắn và dò đường. Có thả bom được luôn à? Dạ không thả bom mà chỉ dò đường thôi ạ. Hiện mục tiêu á. Máy bay này hiện tại thì theo em còn bay được không? Dạ, máy bay này thì động cơ vẫn hoạt động được ạ. Động cơ vẫn còn hoạt động tốt mà. Dạ. Còn mấy chiếc xe kia em? Còn mấy chiếc xe kia em? Dạ, đó là mô hình tên lửa và xe thông tin mà. Cái đó là xe mô hình thôi. Dạ, đúng rồi.